À, ở trên trong nó có con thiên nga, con thiên nga đen hả mọi người? Có một cặp thiên nga đen đang bơi trong hồ này. Để được xếp cho mình coi nha. Uyên ương, dịch uyên ương cũng có, và thiên nga cũng có. Đen. Ở đằng kia thì thiên nga đó. Vô mát. Nghe đây chim qua đây tới con gì, con trăng đất. Con trăng đất là nó màu gì? Ủa nó màu trắng rồi. Quá trời, nó lột da này. Con trăng to lắm nha mọi người. Là mấy con rồi, coi cái đầu trăng gọi là trăng bạch tạng rồi, có màu trắng, có lẽ là một con hay là hai con thôi. Thấy được cái đuôi, còn cái đầu nó lại trốn ở trong rồi. Nó có thay da mọi người, nó thay lột da để mà nó lớn rồi đó. Trăng thì thường thì nó ăn không nhiều á, tập tính của nó ăn cho nhiều no thì không có nằm, nó nghỉ, cho nên nó không bằng ăn mỗi ngày. Đặt cái đầu nó đây đó. À có hai con nè, chứ không phải một, hai con nó lại quấn với nhau à, là màu màu trắng gọi là trăng đất. Con cọp, con cọp nha. À cái này kêu bằng sư tử, sư tử trắng lion. Con sư tử đực thì nó có cái bờm, sư tử trắng lắm, sư tử cái thì nó không có cái bờm. Con đang nằm ngủ rồi, chắc con cái rồi. Đồ hết chơi rồi. Ủa con mình nó gì? Chắc là hướng bên kia rồi. Bảo mớ. Ngủ chưa rồi? Bảo đây là con hổ nha, con hổ, hổ trắng. Có một con nữa. Nó nằm bên kia làm sao quá. Có một em hổ trắng thôi mà nằm ngủ nữa rồi, gọi là bạch hổ. Nó hiền, nó nằm mà mọi người. Bạch hổ, một con hổ trắng nha, nằm ngủ trưa vậy đó, nó làm biếng. Hai bên kia có một con nữa nè, hai con bây giờ không để ý. Đây có hai con hổ nha, màu trắng.
chưa. Đây là mấy trò chơi cảm giác mạnh. Trời ngã xuống. Này giống như ngọn ngựa vậy nè, xoay vòng 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 vòng. Cái này thả lên cao. Thả xuống. Để mình đánh chán chưa duyên quá. Tao mua 6.000 bình, mày bán 2.000 tao lộn. Không, đủ 2 nhỏ, 2 chớ không được. Những cái trò chơi ấy, mọi người muốn chơi thì mình mua vé thêm. Còn cái vé mà mua ở ngoài cổng á, là chỉ cho cái phần mình tham quan cái khu này thôi. Còn muốn chơi trò chơi hoặc là những cái dịch vụ massage cá này nè đó, trò chơi cảm giác mạnh rồi đó, mình phải mua thêm. Ê, cái em Hà Mã này. Hà Mã đây. Giờ này có thấy Hà Mã nè. Rồi nó ngụp mình xuống nước rồi. Quá à. Con một. Nó lú đầu lên. Nó lú đầu lên thì. Con ngựa nước. Con Hà Mã. Con ngựa nước bộm 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 ăn cái gì bộ văn rồi thử thử thở. Không có gì cho ăn hết cô. Con vịt nó con chút con. Nó thì mình tới chịu mới về luôn mà. Uống không? Để nó uống không hộp sữa. Thả miệng. Thả đi. Thả miệng không có gì ăn hết. Chưa người chưa. Bữa người còn. Chắc người ta bẻ hả? Khỏi cho nó chạy. Nhảy nó mệt. À. Để ra thay gì xin được. Có một em thôi. Hà Mã không? Hà Mã nổi lặng này. Nói chung cái size kiểu con Hà Mã này cũng đâu có quá to đó mọi người ha. Trong mùa hè nóng bức là có mình mày được mát mẻ nhất người ta đó. Ngâm mình dưới nước. Ngâm mình dưới làn nước mát rươi rươi rươi. Cậu bơi à. Chìm ở dưới nước là nó nặng á. Nó muốn nổi lên nó nổi là nó ngoi lên. Đó. Mát mẻ quá ha. Tiếp tục lại ngoi lên. Hello. Hello em. Hả miệng ra tính kiếm ăn gì hả? Không có gì ăn đâu. Biết mẹ ăn cái gì, món gì giờ. Ừ, ổng lên cạn hả? Trời nóng quá hả? Ồ, nực quá. Nực quá trời á. Trời nóng thế này thì phải như thế thôi. Phải ngâm mình ở dưới nước này mới mát mẹ. Đấy.
Vân, vui chơi đi nào. Ừ, bye bye nha, qua con khác nha. Tạm biệt này, vui khỏe nha. Đây, tiếp tục qua đây. Ôi rồi còn một con nữa này. Bên kia là một con hà mã, bên đây một con hà mã nữa. Cái con này to hơn một tí nha. Đấy. Nhưng mà nó ở xa mà không quay được nha. Oh, ngoi mình lên rồi này. Hà mã ngoi mình lên. Ôi rồi, có hai con à. Đi tiếp rồi còn không ha. Đấy, to đùng đấy. Mắt mẹ đấy. Giời này là không bao giờ nó chịu bò lên đâu. Nóng như thế này làm sao phải mặt. Kiểu đấy. Còn không này. À đây coi đây có hồ nước nè. Ôi giời, có một em to đùng hơn nữa này. Em hồi nãy là bình thường thôi. Ôi, hai con luôn. Ôi hai con to khổng lồ này. Siêu to khổng lồ đây, của bà Tân này. Cái con này chắc của bà Tân Vlog này. Siêu to khổng lồ. Hà mã. Ui to thế. Cái tròn này lúc la lúc lắc luôn ấy. Thôi này. Ôi rồi. Mập quá. Kinh quá. Ui. Đã che rồi. Không thấy. Chỗ nào nó quay này. Ui. Cỏ ha. Đây. Đây là có một gia đình hà mã gồm có bé mẹ ha. Sẽ hướng dẫn viên. Ơi. Có ngủ rồi ha. Bạn mập với quen. Đó. Ừ. 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 Đang ngủ rồi. Đang ngồi làm ngủ rồi. Ngủ rồi. Con kia. Hai con luôn mẹ. Đây là mấy bạn học sinh thấy rồi di chuyển đi tham quan cuối tuần đó mọi người. Đây mấy bạn học sinh cuối tuần đi tham quan thì có cái người hướng dẫn viên du lịch họ cầm cái loa họ thuyết mình.